quá trình hoạt động của cái đề tài máy năng lượng tự động mà chúng mình đã lọt vào bài chung kết mà các bạn tham khảo. Sau đây là mình sẽ xét cái máy năng lượng này. Thì ở đây mình đã có lưu sẵn cái chương trình, thì mình chỉ cần xuống dưới đây mình chọn cái chương trình đã lưu, thì lúc đó là mình sẽ set cho cái máy năng lượng. Thì đầu tiên là nó sẽ về vị trí ban đầu, xong rồi bắt đầu mình sẽ select thêm một lần nữa thì nó sẽ bắt đầu chạy. Sẽ có cài đặt hai cái phần công tắc hành trình ở hai bên đây để nhưng mà nó sẽ di chuyển được để cho cái mục đích đang len của mình là tùy theo cái khoảng cái độ rộng của sản phẩm thì mình có thể thu hẹp hoặc là khoảng cách ra cái hai cái công tắc hành trình để cho cái máy đang len nó hoạt động tốt nhất. Thì sau đây mình đã hoàn thành xong được cái máy đang len tự động này. Cảm ơn các bạn và ban tổ chức đã xem qua clip của mình. Thank you.